Spider Room không thể thực hiện video bạn đang xem nếu thiếu đi sự đóng góp của các hội viên sau đây. Việt Nam là một cường quốc tiền điện tử. Đây là nhận định mình tin là không chỉ của riêng cá nhân mình. Những thống kê là bằng chứng rõ ràng câu nói trên. Việt Nam đứng đầu 2 năm liên tục trong bảng xếp hạng các quốc gia có chỉ số chấp nhận tiền điện tử, báo cáo do Chainalysis thực hiện. Việt Nam có hơn 16,6 triệu người sở hữu tiền mã hóa, là quốc gia có tỷ lệ người nắm giữ tiền điện tử lớn thứ hai ASEAN sau Thái Lan và là một trong năm quốc gia đi đầu về blockchain. Theo Coin98, có trên 10 doanh nghiệp có vốn hóa trên 100 triệu USD với mức ảnh hưởng trên toàn cầu. Nổi bật, có 3 dự án Việt từng đạt mức vốn hóa trên 1 tỷ USD là Coin98, Axie Infinity và Kyber Network. Trong đó, Axie Infinity là dự án từng đạt mức vốn hóa lớn nhất với 9,7 tỷ USD. Rất ấn tượng nhờ. Ấy vậy mà, nếu xung quanh bạn có những người đã tham gia thị trường tiền điện tử, hãy thử hỏi họ xem bạn có dám đầu tư vào dự án crypto người Việt không? Nếu câu trả lời bạn nhận được là không, cũng đừng quá bất ngờ, vì đó là nghịch lý đang tồn tại rõ như con voi ở trong phòng. Những câu nói như người Việt úp bô người Việt, thấy đép Việt thì né, như một thần chú được truyền tai nhau, rồi không biết từ khi nào mà nó đã ngấm vào trong tư duy của rất nhiều nhà đầu tư. Chúng ta sẽ truy tìm về nguồn gốc của những suy nghĩ trên, chúng xuất hiện từ thời điểm nào, đâu là nguyên nhân, và quan trọng nhất, liệu có thật là cứ đép Việt là sẽ scam hay không? Tất cả sẽ được giải đáp thông qua bài viết của tác giả Trường Sơn đã được đăng tải trên website của Spyroom. Bạn yêu thích những video về kinh tế tài chính từ Spyroom và muốn tìm hiểu thêm nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn muốn chia sẻ những kiến thức về kinh tế tài chính của mình cho cộng đồng và được Spyroom chuyển thể thành video trên kênh YouTube của nhà nền? Còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay? Tiền ở đâu, đầu ở đó. Group mới toanh từ Spyroom, nơi bạn có thể chia sẻ kiến thức, kết nối với những người có cùng đam mê. Tham gia ngay bằng đường link ở dưới phần mô tả các bạn nhé. Như thế nào là scam? Phần lớn trong chúng ta đều đã nghe về từ scam, trong đó một phần lớn chắc hẳn đã sử dụng nó. Scam là từ được dùng để chỉ về một mánh khóe bất hợp pháp, thường là dùng để lấy tiền từ mọi người. Mang bộ khung lý thuyết này ghép vào bức tranh tiền điện tử, scam là từ chỉ các dự án, cá nhân, tổ chức lừa đảo các nhà đầu tư thông qua các chiêu trò, thường là các đợt mở bán coin. Kết quả, nhà đầu tư gần như mất trắng tiền để thu lại đống coin hoặc là NFT vô giá trị. Câu chuyện bán cam trong thị trường điện tử diễn ra rất phổ biến. Do tính chất mới mẻ của thị trường, sự FOMO của đám đông, một số chuyên gia đa cấp giả danh KOL, nhiều nhà đầu tư F0 đã không đủ nội lực để giữ mình, giữ tiền. Tuy nhiên, phần lớn những nhà đầu tư mất mát thường đặt nặng vế sau của định nghĩa, mà quên mất xem xét đến vế trước, nguyên nhân làm bạn mất tiền. Điều này vô hình chung đã làm hình thành một thiên kiến đám đông rằng nếu giá đồng coin đó giảm, chắc hẳn đó là cú scam. Để quan sát thiên kiến này, bạn hãy thử tìm lại những bài báo nói về Bitcoin trong những năm 2020 trở về trước. Ở thời kỳ này, mỗi khi Bitcoin có biến động mạnh, ngay lập tức có ngay những bài báo gọi đồng tiền điện tử này là trò lừa đảo. Thực chất, trên thị trường vẫn tồn tại đồng thời cả hai kiểu, scam thật và scam nhầm như mình vừa giới thiệu. Vậy nhưng, sự nhầm lẫn này có gì tai hại? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở phần sau. Trước hết, ta hãy thử nhìn vào phần nguồn gốc, do đâu mà lại có sự nhầm lẫn này. Khởi nguyên. Nếu có vết hằn còn lưu dấu đến hiện tại, hẳn ta phải tìm đến thời điểm mà thị trường sôi động nhất, nóng bỏng nhất. Đâu đó vào quý 3, quý 4 năm 2021, Crypto Việt chứng kiến một bước ngoặt quan trọng. Nó đã mở ra một chương mới cho cộng đồng bản địa. Sự kiện đó chính là làn sóng GameFi hay Blockchain Game. Từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, giá trị các hoạt động giao dịch tài sản số ở Việt Nam lên tới 112,6 tỷ USD, cao hơn cả Singapore với 101 tỷ USD. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, đã có hơn 600 dự án game mọc lên, đưa Việt Nam trở thành khu vực sôi động bậc nhất. Người cơ trưởng đã khởi động cho bài nhạc này, không ai khác là Axie Infinity. Lại phải nói đến những con số, với 1,26 tỷ USD doanh thu trong năm 2021, trong đó khoảng 98% mới đến trong quý 3 và quý 4, đạt 2 triệu người chơi khi chỉ mới ở giai đoạn alpha. Dự án đến từ Việt Nam chính là nhân tố X để phổ biến mô hình Play to Earn trên toàn thế giới. Hiệu ứng Axie Infinity là cách mà họ đặt tên cho những gì mà Axie đã làm được.
Chỉ trong một vài tháng, GameFi đã phát triển quá nhanh. Tất nhiên, mọi sự phát triển nóng đều dẫn đến các vấn đề. Số dự án game mọc lên, lần lượt chia làm hai phía. Đầu tiên là những dự án nghiêm túc, có lộ trình phát triển dài hạn, rõ ràng. Nửa bên kia là các dự án mì ăn liền, sinh ra với mục đích scam tiền từ nhà đầu tư. Không cần phải nói, có lẽ bạn cũng biết cán cân số lượng nghiêng hẳn về bên nào. Trong khi những dự án dài hạn vào giữa mùa uptrend xem có vẻ sẽ kém hấp dẫn. Ngược lại, những chiếc bô đội lốt game kia thì thường được quảng cáo một cách hấp dẫn, tính năng xịn sò, mặc dù 10 game như một, cộng thêm một chút danh công nghệ cho uy tín. Vậy là ta đã có một chiếc bẫy hết sức hiệu quả trong một mùa GameFi năm 2021. Hậu quả: lừa đảo chẳng bao giờ là tốt cả. Những dự án scam này sau khi căng gói bỏ chạy chỉ bỏ lại một đám đông giận dữ. Và khi sự tức giận lớn hơn lý trí, đám đông cứ thế dành một sự ác cảm lớn cho các dự án đến từ Việt Nam, đất nước của chúng ta. Đánh đồng như vậy có thể sẽ tiệt đường sống của những dự án đang xây dựng. Những dự án như Coin 98, Axie, v.v. vẫn có sản phẩm, vẫn tiếp tục phát triển mình. Ý mình ở đây, điều quan trọng cần nhớ là không phải cứ giá token, đồng coin giảm mạnh là scam. Xét cho cùng, quyết định đầu tư phải được quyết bởi bản thân chúng ta, không chỉ vì một dự án mà lại chụp mũ lừa đảo cho cả thị trường khu vực được. Dẫu biết, tình trạng scam hiện tại là rất phổ biến, nhưng đó là tình trạng chung của crypto và cả nhiều quốc gia khác. Cách phòng tránh hiệu quả nhất chính là nằm ở chiếc màng lọc kiến thức của chúng ta. Ngoài ra, sự phát triển của những cộng đồng văn minh cũng có thể giúp bạn hạn chế đáng kể các lỗi tư duy, hiệu ứng FOMO mà bạn có thể mắc phải. Đến đây, mình tin sẽ có đôi ba lời phản biện. Chẳng phải có những trường hợp đội ngũ đứng sau dự án sẽ dàn xếp, giả vờ bị hack, mục đích nhằm bán ra token để trục lợi khi giá lên cao hay sao? Có những trường hợp như vậy thì nên tính như thế nào? Đúng là vẫn có những dự án lợi dụng niềm tin của nhà đầu tư, dù có sản phẩm nhưng chủ yếu là chỉ dùng làm bình phong. Thực chất, với kiểu scam này, không quá khó để nhận ra. Chỉ cần chúng ta phân tích cơ bản kỹ càng là có khả năng loại được nguy cơ này. Chẳng hạn như sử dụng một số tool on-chain để kiểm tra smart contract của dự án, ví dụ như Token Sniffer. Kiểm tra thông tin trên trang web, trang white paper của dự án. Đội ngũ phát triển gồm những ai, đã có kinh nghiệm, tiền án scam chưa, partner, quỹ đầu tư nào có liên hệ, v.v. Và đó là những chia sẻ và phân tích của tác giả Trường Sơn về tình hình của các dự án crypto thuần Việt. Bạn đã thử đầu tư chưa và đã bị scam lần nào chưa? Hãy chia sẻ câu chuyện của mình dưới phần bình luận nhé. Cũng đừng quên để lại một like và một subscribe cho Spyroom để đón nhận thêm nhiều nội dung thú vị khác trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.